đền thờ là gì? Là cơ sở để dùng vào việc thờ phượng. Mà thờ phượng là gì? Có mình nói là tôi vẫn thờ mà không biết nói. Thờ phượng là đến để chiêm ngắm. Thứ hai, để ngợi khen. Thứ ba, để tiếp xúc, để tỏ lòng biết ơn. Thứ tư, lúc đó mới khâm phục, mới tôn thờ. Thứ năm, mới ngỏ lời xin. Và thứ sáu, cảm ơn. Thứ bảy, xin lỗi. Tất cả những cái đó gom lại gọi là thờ phượng. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa. Lễ vượt qua của người Do Thái gần đến. Chúa Giêsu đi lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chấp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi nơi đây, đừng làm nhà cha tôi thành nơi buôn bán." Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt đời tôi." Bây giờ người Do Thái bảo với Chúa Giêsu rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy." Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại." Người Do Thái đáp: "Phải mất 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông có thể dựng lại trong 3 ngày sao?" Nhưng người có ý nói đến đền thờ là chính thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ tới lời đó, nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Trong thời gian người ở lại Jerusalem mừng lễ vượt qua, nhiều kẻ đã tin vào người vì mục kích những phép lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ vì người biết tất cả mọi người. Lạy Chúa Kitô. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những điều tôi nói có liên can gì tới bài phúc âm hết? Tại vì bài phúc âm nói tới chuyện Chúa thanh tẩy đền thờ Jerusalem. Rồi những gì tôi sắp nói bằng Việt ngữ đây là cũng không liên can nữa. Rồi một chút sẽ hiểu. Tôi hỏi quý vị, hôn là gì? What does to kiss mean? Rất nhiều người kiss, 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 đủ thứ. Mà bây giờ hỏi, kiss là gì? Sẽ có người nói là chu mỏ ra. Rồi làm gì? Không biết. Tôi đọc trong từ điển. Hôn là một hành động để tiếp xúc, một cái action, để keep in touch, bằng môi. Thứ nhất, để chào hỏi. Thứ hai, để tỏ lòng kính trọng. Thứ ba, và hay nhất, để tỏ sự yêu thương. Mình dùng cái đó nhiều hơn. Nếu không dùng môi, mà dùng mũi, đâu gọi là hôn. Người Việt Nam mình thích hít. Ẩm đứa bé lên, đứa cháu lên, cái hít cái nó mày chua quá mày. Ai biểu mình hít. Hôn khác, nó hít khác. Mà người mình lại thích hít, mới khổ vậy. Hít bằng mũi, hôn bằng môi. Vậy, đó là cử chỉ xã giao thật đẹp. Cử chỉ để tỏ lòng kính trọng, chào hỏi hay yêu thương, đẹp lắm. Chúa Giêsu đã được hôn, chắc chắn. Tôi đoán có thể là rất nhiều lần lúc Chúa còn bé. Thánh Giuse và Đức Mẹ có hôn Chúa không? Ai cấm? Ông bà nào dám cấm không? Cha mẹ hôn con không cho à? Thậm chí tôi hỏi một số người, Đức Mẹ có được Thánh Giuse hôn không? Cái họ nó không, tội lỗi lắm, tội lỗi lắm. Tội quá gì? Vợ chồng ta không cho hôn à? Kỳ cục vậy đó, mình hẹp hòi lắm. Mình thì hôn được và hít được, còn không cho ai hôn hết. Tôi tin rằng Chúa Giêsu được hôn rất nhiều lần. Nhưng trong cuộc đời công khai của Chúa, không biết Chúa được hôn nhiều lần không, nhưng có 2 lần được nhắc tới. Một lần trong vườn Gethsemane do ông Giuđa hôn.
Một lần trong nhà của ông Simon biệt phái mở tiệc thì có cô gái mang tiếng là đàn điếm đến hôn. Phúc âm nói có hai lần đó thôi, mấy lần khác mình không nghe. Giuđa là tông đồ, ông đi tìm Chúa nha. Và khi gặp được Chúa, ông bước tới, rõ ràng cái cử chỉ rất quyết liệt. Rồi ông ôm lấy Chúa, rồi ông hôn. Cái hôn của Giuđa có vẻ vừa hợp lý, vừa lại hợp tình, lại vừa hợp với cái tình nghĩa thầy trò. Bên ngoài, đẹp. Không ai, dù lạ hay quen, có thể chỉ trích cái còn Madalena. Cô gái còn gọi là Maria of Magdala. Magdala là một thị trấn ở ven bờ hồ, nơi lính viễn chinh của La Mã tung tiền ra để ăn chơi sa đọa. Vì ai cũng biết cô làm nghề gì. Mặc dầu không công khai, nhưng ai cũng đồn đó là một cô gái đàn điếm. Cô ta bị dư luận cho là một người không đàng hoàng tí nào, không được chạm tới, không được nhìn tới. Cô cũng đi tìm Chúa vậy. Cô gặp, cô không dám ôm hôn mà cô quỳ xuống ôm chân. Rồi cô khóc, ướt chân Chúa, ướt chân. Rồi cô bình tĩnh lấy tóc lao. Tóc của người con gái Do Thái là cái cao trọng nhất của người con gái. Cô lấy tóc lao và không ngừng hôn chân Chúa. Cho nên, cái nụ hôn của cô có vẻ không thích hợp tí nào. Là vì ông chủ nhà đã lẩm bẩm tính à. Cái ông này là tiên tri mà để cái con gái điếm nó hôn thế à? Vậy ông đâu phải tiên tri, bởi vì ông nhìn không ra người. Hình dáng nó vậy, ăn mặc nó vậy, son phấn nó vậy mà không biết à. Ông có lẩm bẩm trong bụng nữa. Ông không nói ra, nhưng Chúa Giê-xu biết. Mà mình biết câu chuyện đó, tôi không lặp lại. Ngay trong thời buổi văn minh hiện đại hôm nay, và nhất là ở những xứ tự do này, nếu câu chuyện của Madalena, tức là Maria Magdala, xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên trái đất, nhất là ở đất nước Việt Nam của mình, chắc chắn thiên hạ không để cô ta yên tâm. Nhất là các bà đạo đức sẽ xông vào xé xác cô ta, bởi vì đây là Chúa Giê-xu. Ghê lắm. Và chính Chúa cũng bị người ta kết án là đồ ham vui. Người đời thì thế, còn Chúa thì sao? Hôn của Giuđa, còn Chúa binh cái hôn của Madalena. Lạ. Người đời làm ngược lại. Thấy ông Giuđa hôn thì nó đúng rồi, thầy trò nó biết ơn nhau. Còn đây một cái hạng đàn điếm lại đi đến với ông tiên tri. Đấy. Chúa thì Chúa nói, Chúa thấy rõ tâm tư thầm kín của từng người. Bài phúc âm nói, Giuđa hôn Chúa để tỏ lòng, ám chỉ người nào phải cần bị bắt, đừng bắt lầm. Chứng tỏ Giuđa có kế hoạch phản Chúa, trao nộp và bán. Còn Madalena cũng hôn Chúa để xin cái ơn được làm lại cuộc đời. Lỡ làng rồi, bây giờ khóc để xin cho con được làm lại từ đầu. Nụ hôn của Giuđa thì tốt ở bên ngoài. Nó hợp với phong tục, với xã giao, với tình thầy trò. Nhưng ý hướng bên trong là đen tối, là sự phản bội. Mình suy như vậy, nhưng không biết ổng nghĩ cái gì nha. Đừng có vội kết án. Bên ngoài mình thấy như vậy. Nhưng rõ ràng cử chỉ là tôi hôn người nào, mấy ông xông vào bắt người đó. Còn cái động cơ sâu hơn, không biết. Còn nụ hôn của Madalena bề ngoài thì bị chê trách vì những lý do rất dễ hiểu, thể diện. Nhưng bên trong là một ý hướng thật tốt đẹp. Nó như một đóa hoa huệ đang bắt đầu chớm nở. Vậy thì đối với Chúa, giá trị bên ngoài không đáng kể. Chỉ có cái đáng kể là ở bên trong. Bài học này khiến chúng ta dè dặt. Đừng vội xét đoán hành vi bên ngoài của bất kỳ ai. Mình lầm. Cái mà mình cho rằng là ô, họ đi ngang bàn thờ không thấy cúi đầu,
là họ hỗn với Chúa? Chưa chắc. Người kia cúi bái thật sâu, đó người đó có đức tin. Tôi không tin giống vậy. Tôi tin ngược lại. Không phải tôi khuyến khích làm gì sai, nhưng tôi không tin cái bề ngoài. Tôi, chứ tôi không nói ai khác. Bởi vì rất có thể người đó có cử chỉ bề ngoài mà mình chê lại rất đẹp lòng Chúa hơn cả chúng ta. Mà điều làm tôi sợ nhất là gì? Tôi có thể dùng hình thức đạo đức bên ngoài phủ lên một lớp sơn đạo đức để bán Chúa. Kẻ đó mới đáng sợ. Thí dụ, tôi có thể dùng việc đạo đức, áo sống đạo đức để lo kiếm tiền cho riêng mình. Tôi có thể dùng thế giới đạo đức để xây dựng uy tín cho riêng mình. Và chúng ta có thể viện cớ tôn giáo để chèn ép người khác, bắt nạt người khác và giết người khác. Hoặc chúng ta nêu ra những lý do rất đạo đức để khoe khoang, để bôi nhọ người khác và để nói xấu tất cả mọi người. Chỉ mình tốt. Thiếu gì người đã nhân danh Chúa mà giết Chúa, và không những giết Chúa, giết anh chị em mình. Đáng sợ. Ấy không phải đền thờ. Và Chúa thấy rõ tâm tư nguyện vọng của mấy ông thượng tế là làm ăn. Bởi vì tôi viết trong tin yêu đó, tôi tóm tắt lại quý vị biết, đền thờ, ai đi đến hành hương là phải nộp một số tiền để bảo trì đền thờ. Có vậy thôi. Cho đền thờ, gọi là thuế đền thờ. Mà cái tiền đóng thuế đền thờ, chỉ có tiền của đền thờ mới nhận. Còn tiền Hy Lạp, tiền La Mã, xài nhan nhãn hay là đô la của mình đem qua, họ không nhận, là vì họ nói phạm sự thánh. Đền thờ không chứa những hình ảnh ngoại giáo của các hoàng đế La Mã, Hy Lạp, các nữ hoàng Ai Cập, cho nên phải vào đó đổi tiền. Đây mới là cái cớ để mấy người đổi tiền ăn lời cắt cổ. Bởi vì không đổi thì không có tiền nộp, mà không có tiền nộp thì phạm tội. Tội nghiệp chưa? Bắt chẹt một cách rất tinh vi, không ai thoát được. Rồi buôn bán lễ vật ở ngoài bán rẻ. Trong sách ghi có những lần mà giá con bồ câu ở trong đền thờ bán gấp 15 lần một con ở ngoài. Phải mua. Ở ngoài nó không bán nữa, nó cùng nhau nó cất để nó đưa vô đó, nó bán giá cao. Cho nên khi Chúa đạp đổ là vì Chúa thấy lương tâm của họ để kính thờ Gia Vê, mà là nơi để trục lợi. Chúa đạp đổ và họ tức, mất cái nồi cơm. Cho nên họ đến hỏi, ông lấy quyền đâu mà làm vậy? Ông làm một cái dấu chỉ cho chúng tôi thấy đi. Ai cho ông cái quyền đó? Chúa trả lời bằng hai dụ ngôn. Dụ ngôn, 10 cha có 2 đứa con. Tôi không lặp lại đâu. Và dụ ngôn, người tá điền sát nhân. Ai cũng biết. Hay đền thờ là gì? Là cơ sở để dùng vào việc thờ phượng. Mà thờ phượng là gì? Có mình nói là tôi vẫn thờ mà. Không biết nói. Thờ phượng là đến để chiêm ngắm. Thứ hai, để ngợi khen. Thứ ba, để tiếp xúc, để tỏ lòng biết ơn. Thứ tư, lúc đó mới khâm phục, mới tôn thờ. Thứ năm, mới ngỏ lời xin. Và thứ sáu, cảm ơn. Thứ bảy, xin lỗi. Tất cả những cái đó gom lại gọi là thờ phượng. Mình thì thường xin không à? Mình quên mấy kia đi. Không sao, Chúa không trách mình đâu. Nhưng đó, đền thờ là nơi cầu nguyện để thờ phượng Thiên Chúa mà biến thành nơi đổi tiền, bán giá cắt cổ. Thấy ghê quá. Cho nên Chúa nhìn thấy ý đồ đó, tâm địa đó, kẻ mượn tôn giáo để trục lợi, dùng đền thờ để làm giàu. Chúa chống. Bây giờ xét lại kết luận, mỗi người chúng ta cứ mỗi lần đến nhà thờ, bất kỳ nhà thờ nào, nhà thờ nào mình cũng tin rằng có Chúa. Tôi đi ngang nhà thờ Uniting Church,
tôi vẫn nói thầm, chào Chúa có mặt trong đó. Tôi đi ngang nhà thờ Pentecostist, tôi cũng nói, thờ lại Chúa trong nhà tạm của họ, nếu là họ có nhà tạm, thường họ không có. Nhưng sự hiện diện của Chúa có. Như vậy, mỗi lần tôi đưa bước vào nhà thờ, bất kỳ nhà thờ nào, tôi có thái độ nào? Nhà thờ là gì trong mắt mình? Nhà thờ là nơi tôi khoe áo đẹp. Áo tôi đẹp. Nhà thờ là nơi tôi khoe chiếc xe tôi mới mua, rất là cáo cạnh, hộp thời trang 50 mấy 60 ngàn. Cũng được, không ai trách. Nhưng nếu chỉ có vậy, thì Chúa thấy tâm địa mình, Chúa mỉm cười. Nhà thờ là nơi tôi đến để tôi gây uy tín. Tôi là ông chủ tịch nha, tôi không có chọc anh Hiệp đâu nha. Tôi nói thôi, không phải chọc anh Hiệp nha. Rồi, tôi là cái người này người kia ghê gớm lắm rồi, có chức danh á, ghê gớm. Rồi, nhà thờ là nơi tôi đến để tôi lợi dụng Chúa. Thật sự tội nghiệp cho Chúa. Nếu chúng ta tin rằng có Chúa hiện diện, thì chúng ta sẽ tôn kính nhà thờ. Chỉ có vậy thôi. Tôi leo lên chiếc xe bus, tôi đọc thấy không có drinking, eating trên xe bus. Ghê không? Chiếc xe bus thôi. Trên toa xe ăn tỉnh bơ. Tôi không dám nói, nhưng mà nếu ăn sạch sẽ thôi không sao. Còn mình kính trọng Chúa, nhất là kính trọng người khác. Nhớ điều đó, nhỏ nhỏ vậy thôi, không nói dài. Cảm ơn Chúa ban cho chúng con mùa chay để nhìn lại rằng Chúa thấy tâm hồn mỗi người. Không gian dối được, không lừa gạt được Chúa đâu. Không lừa gạt được lương tâm mình đã đành. Chúa còn nhạy bén hơn lương tâm. Cho nên, coi chừng, mỗi lần mình chào bình an cho ai, thay vì mấy cái xứ kia nó hôn, hồi xưa đó bây giờ có Covid không hôn, thì mình chào mà ánh mắt mình như thế nào? Ý đồ của mình là sao? Mình chào mà mình nó đổ mặt thì ghét. Cũng được, không ai biết, vì chỉ có Chúa biết. Tội nghiệp cho mình, bởi vì mình tính gạt Chúa, không được. Cảm ơn Chúa ban cho chúng con có nơi thờ phượng khang trang. Xin cho mọi người cùng nhau giữ gìn để nó tồn tại. Để có nơi đến thấy nghiêm trang thờ phượng. Cảm ơn Chúa cho mọi người cùng tham gia, tôn kính Chúa, chiêm ngắm, ngợi khen, thờ lại, xin, cảm ơn, xin lỗi, vân vân. Mình phải làm mấy cái đó, đi với nhau. Và cái nơi nào là cái nơi mình có thể tiếp xúc với Chúa dễ dàng? Nơi nào cũng được, trong phòng mình, ngay trong tâm hồn mình. Chính vì vậy mà tôi cứ hay đố, các bức tượng của người Tây Phương làm về tôn giáo thường mở mắt và mắt nhìn lên. Còn các bức tượng tôn giáo của Á Châu đều nhắm mắt và nhìn vào trong. Đố quý ông bà nào tìm được tiểu cái tượng Phật nào mà mở mắt. Đức Phật nhắm mắt để nhìn vào trong. Bên trong có chân lý vĩnh cửu, tức là có Thượng Đế. Thì nơi nào cũng là có Chúa, đúng không? Và nếu như vậy thì đền thờ của mình là thân xác, mình có tôn trọng không? Đấy, cái kết luận của tôi, đền thờ vật chất đây, đền thờ thiêng liêng hơn là cơ thể của mình. Có chừng mình lại vất nó đi, mình bán nó cho ma quỷ. Ôi trời ơi, ghê thật nha, phải nghĩ lại đi. Mình bán dễ dàng không? Rất dễ. Chỉ cần ma quỷ búng tay cái là mình bán rồi. Bán rẻ thiệt rẻ. Sợ quá quý vị ơi. Tới hồi chuộc lại không được. Quỷ nó khôn lắm. Đã bán rồi. Nó không cho chuộc. Xin dâng thánh lễ tiếp tục. Cầu nguyện cho chúng con và mọi người sẽ hứa cầu nguyện cho cái hội chợ ở ngoài cộng đồng. Đêm qua thành công dù có mưa,
vì Chúa thương tất cả những gì làm việc công và việc nghĩa. Xin Chúa chúc lành. Rồi sau lễ, nếu mình ra đó, mình vui chơi cũng tốt thôi. Cảm ơn. Ngày mai thì mình đón tân quản nhiệm. Thôi, mình đón có Đức Cha phụ tá tới. My dear friends, we have heard very often, don't let your guard down, or put up a false front, or laughed on the outside, even when you are crying on the inside, and so on. These and other common expressions point to a truth that we are human beings. We are not always what we seem to be from outside. We have a tendency to wear a mask not only during the pandemic of COVID-19, but we used to wear a mask hiding our real feelings, our real thoughts and motives in order to maintain respect or to win approval. When Jesus walked signs at the Passover feast in Jerusalem, many people believed in him. Yet, there must have been something about their intention to work Jesus that was untrustworthy. Later, Jesus confronted a similar group of would-be followers concerning their misguided motivation. He said, "You are looking for me, I know, not because you saw the signs, but because you ate your fill of the bread." Those who believed in Jesus at the Passover feast kept their mansion hidden. But Jesus could see into their hearts, and he decided not to trust himself to them. My dear friends, Jesus wants to have a life-giving relationship with us. For that, we must drop completely our mask, our false front, and relate to him as we are. He wants us to come to him not only with what is good or perfect in us, but also with what is not good, not perfect in ourselves, such as our weaknesses, our selfishness, our failures, and our sins. He wants us to be honest with him so that he can heal us and make us into a new creation. So please be honest with Jesus. In Lent, we have a perfect opportunity to come to the Lord as we really are. It doesn't matter how we have been, what we have done. Please come as we are. It's a perfect time in the Lenten season to examine our lives. We will be able to take advantage of the grace of this season, the grace of purification by the Lord. Một ông đem 100 tới đưa cho anh cận nói này, tôi đi Sa-bát nha, tiền bao nhiêu đầy đủ không? Anh cận nói, ôi nó nhiều nhiều lắm, không sao, cứ giữ đi. Nhưng mà tôi coi lại, Sa-bát nếu thiếu tiện nghi thì tôi không đi, tôi lấy lại. À, chưa đi mà. Ồ, thế là anh cận mừng quá. Biết sao, đang nợ ca đoàn Sê-xin 100. Cho nên anh lấy 100 đó, trả cho anh ca trưởng ca đoàn Sê-xin. Anh thấy nó khỏe rồi. Rồi, cái ca đoàn Sê-xin lại nợ ca đoàn Teresa. Anh ca trưởng lấy 100 đó, trả 100 hôm bữa mua bánh mì rồi đó. 100 rồi. Ca đoàn Sê-xin lại nợ ca đoàn Thiên Thần.
là đem để trả cho ca đoàn thiên thần. Ca đoàn thiên thần đem trả cho cái bà hội trưởng hội Legio 100 mua hoa. Bà hội trưởng bà Legio đang nợ cái ông cận đó 100, bà đem 100 tới trả. Tức là đi giáp vòng ai cũng sạch nợ. Cái cuối cùng ông kia nói xe ghế không tốt, tôi không đi, trả 100 đây. Thì ông kia cầm 100 đưa lại ổng, mà mọi người đều sạch nợ. À, quý vị lý giải thử coi nó có cái gì sai trong đó. Mới nghe thì sẽ thấy đúng rồi, hết nợ rồi, không có đứa nào nợ nữa. Đúng không? Hợp lý à? Đó, vui. Có ông cha đi sức dầu, mà tại cái nhà thương đó, nó là nhà thương nhỏ, phải đậu ở ngoài. Thế ông đi vòng 10 vòng như vậy, không có chỗ đậu. Rốt cuộc ông đậu ngay cái chỗ nó, no parking. Rồi ông lấy miếng giấy, ông viết: tôi đã đi vòng chung quanh khu này 10 lần rồi, mà nếu tôi còn đi nữa thì người bệnh chết, tôi sẽ không có cứu giúp kịp. Vậy xin tha nợ cho chúng con. Cầu kinh lại cha đó, dán để lên trên cái đồ gạt nước. Đi sức dầu xong xuống thấy có miếng giấy để, giấy phạt của cảnh sát cũng để: tôi đã tuần tra khu này 10 năm nay rồi, nếu tôi không gửi giấy phạt cho ông thì tôi mất job. Rồi ở dưới cũng có câu kinh lại cha: xin chớ để tôi xa trước cám dỗ. Phạt luôn cho chừa. Cũng vui vui đó. Nhưng mà tôi thích cái nợ nãy hơn.